Chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review xin review một sản phẩm rất là hay do nhóm mới nghiên cứu. Đây là một cái mạch đếm sản phẩm sử dụng cặp led thu phát hồng ngoại. Mình sẽ giới thiệu qua về cái sản phẩm này. Thì ở đây là có nguồn vào này, qua công tắc on off này. Ở đây thì mình sử dụng một led hồng ngoại bên phát và một led hồng ngoại bên thu. Ở đây sử dụng một op amp NM358, cộng với đấy là một cái biến trở tinh chỉnh để có thể xử lý được cái tín hiệu của hai con hồng ngoại này. Thì mình cần một con vi xử lý. Ở đây hiện tại vi xử lý mình đang sử dụng là con chip AT89S52. Để hiển thị được cái số sản phẩm đến thì mình sử dụng hai led 7 thanh anode loại 0.56 một số. Đây là mặt trước, đây là mặt sau. Mặt sau thì mình sử dụng một con 78M05 hạ áp nguồn từ 12 xuống 5V để nuôi cho vi xử lý. Rồi, bây giờ mình sẽ demo cái sản phẩm này cho các bạn xem. Khoảng cách của led thu phát ở đây đang khoảng tầm gần 3cm nhé. Nguồn 12V này, cắm nguồn này. Rồi sẽ bật nguồn này. Khi bật nguồn thì hai led bảy thanh hiển thị không, tức là chưa có sản phẩm nào. Thì ở đây mình sẽ chặn đấy, led sẽ đến lên 1, tiếp nhanh hơn, đến rất là nhanh. Nguyên lý hoạt động của nó thì khi mà led phát vào led thu sẽ gửi tín hiệu về LM358, từ đấy LM358 sẽ xử lý tín hiệu, khuếch đại cái tín hiệu của con led thu hồng ngoại và đưa vào vi xử lý sẽ xử lý và đẩy dữ liệu lên led bảy thanh. Rồi mình reset lại này, đấy không này, đấy rất là nhanh. Rồi vừa rồi nhóm review vừa mới giới thiệu với các bạn về một cái mạch đếm sản phẩm do nhóm mới nghiên cứu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Hãy like và subscribe cho nhóm.